Đội Quản lý Thị trường số 3 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp cùng đội 4 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên và Trạm Thú Y huyện Phù Cử kiểm tra phát hiện một xe tải chở 515kg thịt lợn hôi thối đang đi tiêu thụ. Đó là xe tải biển kiểm soát 89C26511 do ông Nguyễn Đức Toàn có địa chỉ ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ông Toàn không cung cấp được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Tiến hành kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y thì toàn bộ số thịt lợn trên đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Toàn về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh. Đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm tại Công ty Cổ phần Đô thị và Công nghiệp 11 Urenco 11.